đầu công, núi bước lại càng không, dù đời có sâu cũng không hài lòng. Đời lần chạm vào cơn sóng lớn, anh em từng thề nhất tâm hương, bỏ ta với ta một mình. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phúc sẽ có một buổi ghi âm cho một ca khúc mới của bộ phim Sóng Ngầm. Đây là một series phim web drama của Phúc đã rất thành công. Thực ra thì anh Phúc là một người thần tượng rất là lớn từ bé của mình. Mình rất là yêu thích âm nhạc của anh ấy. Từ khoảng mà mình bắt đầu lúc mà từ thời mới đi đàn đám cưới ấy, thì mình đã nghe nhạc của anh Phúc rất là nhiều rồi. Và khi mà nhận được một cái lời mời là được phối cho anh Phúc một sản phẩm thì nó không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa, bởi vì đó là cái điều mà mình đã chờ từ rất lâu. Đối với ca khúc lần này thì thực ra thì nó là một cái lợi thế của mình, bởi vì mình là người chơi guitar, mình rất muốn đưa được cái tiếng đàn guitar lead vào ở trong một vài bài hát nào đó, nhưng mà bởi vì lý do là chưa có cái bài hát nào phù hợp để mình có thể đưa được cái tiếng guitar điện vào trong bài hát. Và đối với cái bài hát lần này thì guitar lead là một trong những chủ đạo của bài hát, bởi vì nó mang lên cái tinh thần mạnh mẽ và nó thể hiện được cái màu sắc ballad theo đúng cái bố cục của cái bài này. Lần này mình được thể hiện rõ được cái tiếng guitar lead ở trong bài hát là một cái điều mà mình rất là thích. Cúi đầu không, lùi bước lại càng không, dù đời có số cũng không một dạ hài lòng. Đôi lần chạm vào cơn sóng lớn, anh em từng thề nhất tâm hương, bỏ ta với ta một mình cô bỏ ta với ta một mình cô đơn. Có một lần anh em có cơ duyên là gặp nhau rồi, nhưng mà lúc đó cũng định là kết hợp với một cái dự án nào đó, nhưng mà chưa gọi là, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, mà chưa tới đi. Khi nhận được bài hát này từ nhạc sĩ Đinh Tùng Huy. Đinh Tùng Huy là một nhạc sĩ đã từng kết hợp với Phúc trong những dự án Phúc Cợp trước rồi. Đường dài ta bước một mình trong cơn mưa, gặp gỡ tôi vẫn cứ là tôi ngày nay năm xưa. Đinh Tùng Huy rất là hiểu về nội dung và những câu chuyện trong bộ phim Phúc Cợp. Thì Phúc cũng suy nghĩ rất là kỹ và đắn đo rất là nhiều nên chọn người nào để đồng hành cùng với mình. Và rất là có duyên khi mà gặp gỡ lại Khánh, thì Phúc quyết định là chọn Khánh để đồng hành trong dự án âm nhạc kỳ này với mình. Khánh có thể là chia sẻ khi mà Khánh nhận được bài hát này thì cảm nhận của Khánh như thế nào? Em nghĩ là làm bài hát là một chuyện, mà ngày hôm nay em được đứng cạnh anh lại một lần nữa, được cùng với anh đến phòng thu và được nghe anh hát trên chính một cái sản phẩm mà mình làm music producer, thì thực chất là không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Rồi, rất là mong là những bài hát khi mà phát hành sẽ được tất cả các bạn đón nhận và ủng hộ nhiệt tình nha. Ok, bây giờ hai anh em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Quý gói lại càng không, vì trong chính tôi đang mang dòng